Chào mừng bạn đã đến với video của Tóc Vàng. Hôm nay Tóc Vàng sẽ ăn tôm sống chấm sốt Thái nha. Trước tiên Tóc Vàng sẽ rót nước nè. Hôm nay Tóc Vàng sẽ uống Coca nha. Khá là nhiều gà luôn. Ok, bây giờ Tóc Vàng sẽ bắt đầu ăn nha. Mời bạn Tóc Vàng ăn ăn. Cái này là nước mắm Thái nha. Cái này là nước mắm gừng và wasabi á bạn. Thịt tôm thì là ngọt luôn mà.
Cảm ơn bạn đã xem video của Tóc Vàng nha. Hẹn gặp lại bạn vào video lần sau. Bye bye.